ai nặng ngang thương từ thỏa mẹ Dạ cô bác anh chị, hôm nay theo cái hành trình gông gũi đi Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Và trước mặt cô bác anh chị là hình ảnh người phụ nữ kéo người chồng của mình trên một cái chiếc xe. Người chồng này bị khiếm thị và hàng ngày anh mang lời ca tiếng hát của mình để phục vụ, để bán những tờ vé số. Thì anh với đường người gió hiền, anh tất nhà vàng anh đón nợ nần. Ngoài bỏ xa và nhau sẽ không dễ số cùng với anh chị. Yeah, yeah, yeah.
Quay mỗi số mà ghé mỗi số 1 và giấy số phù chú anh chị ơi. Anh đi bán như thế này lâu chưa anh? Dạ. Anh đi bán lâu chưa? 7 năm 8 năm rồi. Dạ. Quay mỗi số mà ghé mỗi cô chú anh chị ơi. Dòng biên ca bao trời trồng phố một màu trắng, gió lớn sóng to ào ạt ngập tràn. Vợ của anh đang bán đằng kia. Tương tâm đức cần lo ruột. Với số là cô chú anh chị ạ. Quy diệt bao mạng người và tàn phá lên dùng biển yêu. Yeah.
Oh,